That's one option anyway. A lot of good things can happen if you catch the bottom half of the blue here. Tình huống này Kachi. chúng ta hãy xem là Zone Chua He sẽ tính doesn't một cú A exactly thủ have như thế one nào there đây. either. Oh, he caught it fat. Lỗi rồi các bạn Could be ạ. a big Đó là một moment. tình huống phải A và má bên tay Now, trái bị số whatever. 2 theo hướng Doesn't chúng ta matter đang what you nhìn do. He để needs to be dâng bị thinking số like 2 this lên khu vực was. trên kia và đưa Vi Minh Chủ quay trở lại This phía is băng what ngắn phía changes gần the màn hình cơ. game. His normal effect of self from the opportunities that have come his way. Hiện tại Missed đang the là five, khoảng cách 4 ván. himself tangled up positionally and missed the six in the next rack. Tuy nhiên bây Couldn't giờ get thì anything cầu to go tay on như thế nào six. nó đang bị Doesn't khuất tầm matter. nhìn một chút bởi vi số 3. He missed a Và couple đây là một balls cú after chém that. mỏng. He recovered well. Cái sẽ phải chạy When he ít nhất là hai recovered, băng he wasn't để so far tìm cơ behind. hội xử lý tiếp bi số How 3 he nhưng quan trọng handled nhất bây giờ vẫn phải là ăn bi that số with this 2. ball. Back and forth with the cue ball. Well, cleanly struck. It's gonna Vâng, be pha chém good. bi rất tốt của Alan Kachi. Đang thiếu đầu gậy và cầu tay chưa thực sự là thích hợp để có một cú rút lại đánh bi số 4. Is he gonna go to the top left Vâng, corner thưa bạn khán giả tên là Duy Trần. Thì to đối với trình độ của các cầu thủ chuyên nghiệp thì họ trong những cú A băng của họ đều tính được lực thủ. Và kể cả những cầu thủ không phải chuyên nghiệp đi chăng nữa thì trong những cú A băng cũng dần dần phải tính được từng thủ hết các bạn ạ, những từng thủ cơ bản. Cho dù độ chính xác và độ chi tiết không thể quá cao được. Là tuy nhiên là cú A băng trước đó thì đó là một tình huống tính toán bị sai về má va chạm của viên mục tiêu số 2 thôi. Yeah. Not clean. Want to catch that ball thicker. Vâng, nếu như các bạn nào xem trận thi đấu của Federer Gauff ngày hôm qua thì tất nhiên bây giờ Federer Gauff phải là người nhảy bi tốt nhất rồi. Và kể cả không xem trận đấu đó nữa thì đối với tôi Federer Gauff vẫn là người nhảy bi hay nhất thế giới. Obviously, a heavy favorite to make this ball, but under the circumstances, it's a pretty big shot. He can't afford to lose another game. And he caught that a bit thin. Nothing real clean yet for Kachi. In the semi-final of the World Tất nhiên Champions thưa bạn, year, cú cường đặng thì tình huống đó sẽ lỗi. Went 7-2 down. Turned it round to win and became champion. So it can be done, but of course, he'd rather not be in that position. Vâng, nhảy bi hay thứ nhì tôi sẽ dành tặng cho Dư Quốc Hoàng. So the superstar lines in the side for Eklund Kachi. Một phiếu dành cho Hoàng Sao. That losing streak. He's back to three behind now. Johan Chua leads this semi-final by six racks. Is not thrilled right now. Big opportunity missed earlier. Can he get it down? Alan Kachi đang muốn nhảy ở một cự ly khá gần với vị số 6 đây. Vâng, rất tốt một cái lực. Một cú nhảy khi mà viên bi chủ nó đứng rất gần với bi số 6 rồi và Alan Kachi phải dựng khá cao cái tay sau và đâm viên bi chủ xuống bàn mới có thể đủ độ cao để cho viên bi chủ vượt qua bi số 6 và tới tầm ăn của viên bi mục tiêu số 4. That was wild. Rồi, sẽ là pha xòe cái sau lưng bi số 7 thôi. Oh, he's gonna hình như là hở rồi. Thì cũng đấy chúng ta đang nhìn thấy một cú cài áp phê còng chứ không phải một cú xòe áp phê thuận hai băng ra sau lưng bi số 7. Như vậy là có thể Kachi muốn còng một băng ra sau lưng bi số 7 thôi thay vì đường đánh hai băng để dính vào bi số 7. Hơi bị lỗi về phần đầu gậy trong pha kiểm soát vừa rồi của tay cơ người Albany. Ồ, nhưng mà vẫn hết đường. Vẫn hết. Trông được tưởng là còn nhưng mà hết sạch rồi. Xin lỗi các bạn, trong tình huống đó thì theo quan sát nhanh của tôi là tưởng vẫn còn một chút nhưng mà nó hết mất rồi. Và quyền đặt bi lại dành đến cho tay cơ sinh năm 1999 sau cú A băng không tốt của Duân Chùa. It hasn't been cleaned, but Kachi somehow finding a way back. So again, nothing complicated here. Rồi bây giờ thì rất ngon rồi.
một băng ra bi số 7 hoặc là thả nhẹ cũng được nếu như là má phẳng thẳng tắp. Tóm lại là cái má nào dành cho các viên bi còn lại bây giờ cũng là hướng bi quá ổn đối với năng lực cá nhân của Elencachi và sẽ là 4-6 thôi. I always think in moments like these it's có thể trong cú a băng của Duân Chua bao gồm nhiều sự kỳ vọng hơn là một cú a băng trúng, đó là một cú a băng tính tổ để có thể vào má bỏng lướt viên bi chủ trở về khu vực dưới này được. Nhưng nó bị trượt bi. So ball in hand proves decisive as so often. Kachi was four behind not so long ago. He's now cut that deficit in half. Khoảng cách bây giờ được thu hẹp xuống còn hai ván đấu thôi. Tiếp tục sẽ là một cú A băng tiếp. Và đây xem tình huống cũng phải A tầm 2 băng mới trúng được viên bi mục tiêu số 2. Ô, A nhẹ như thế này thì vâng, vẫn hợp lệ, một cú A băng hợp lệ. Tell you what, from there, not terrible. I don't think he's gonna like his next inning at the table. Vâng, tình huống bấm cái về sau lưng 8 và viên bi số 2 sẽ văng về gần khu vực bi số 9 và bi số 5. So that the 7 will pass in the future. But he didn't. Bằng quá kín rồi. Và thêm một người hàng xóm là bi số 6 quay trở về tiếp tục đứng trước mặt viên bi chủ nữa. Or does he think he can hold this? Wow, he's just taking bằng một cái tình huống khá tự tin trong việc chỉ cần đánh một băng bi số 4 thôi và hơi xòe nhẹ một tí áp phê ra để mở góc cho bi số 4. Nhưng mà tuy nhiên đây là một con bi sẽ phải kỹ thuật cao đây. Một tình huống muốn nhìn thấy đường riêng mà đẹp nhất thì viên bi chủ nên vọt qua mặt bi số 9 để đánh đường riêng bi số 5 lỗ tiếp bên tay trái và bi chủ vào cái thành biên dài gần màn hình. Đó sẽ là cú đánh như thế này, rất kinh nghiệm đến từ vị trí của Elencachi. Mà lực rất đẹp để có thể có cầu tay thoải mái để xử lý từ 5 ra 6. That's conclusive, isn't it? Bi số 7 trông khá nhạy cảm. Kachi just little by little starting to look a bit more comfortable again. Often it's one spectacular shot that can restore confidence and settle you in, but in this case it's been more about just gradually building it. But as I say, với cái tình huống quan sát như thế này thì Kachi sẽ có thể đẩy cái lên và đánh bi số 7 và lỗ tít gần màn hình bên tay trái nếu như bi số 7 đã bị hết đường ở lỗ tít phía xa. Và một tình huống thả xịt hơi nhẹ một chút nếu như viên bi chủ nó nhích lên khoảng tầm nửa gang tay nữa thì là đẹp nhất dành cho bi số 7. Nhưng tình huống này sẽ đánh hơi bị chạm vào 8 một tí hay làm tình huống chích nhẹ đây. Vâng, sẽ phải hơi chạm tá một chút nhưng vẫn không chế được. Với bi chủ, đẹp rồi. Cú nháy nhẹ về bi số 9 thôi và bi số xoe sang phía bên tay phải. Năm sáu sẽ là 5-6 dành đến cho Elencachi. Patiently carved out a route back into the match. And so, having led 6-2 at one point, Johan Chua's advantage. Có va chạm hay không thì bên bi chủ với bi số 5 nó cũng ngang phè thôi. Trời ơi, đó là một tình huống chém ngược rất tự tin của Doan Chua. Chúng ta cùng xem lại một tình huống chém ngược với độ chính xác trên thang điểm 10. Bi số 6 này chém được. Yeah, this cuts like Christmas versus the last one.
Tình huống 3-3 hay của Dân Chua và rất xứng đáng để cho đại diện của Philippines có thể có cho mình điểm số thứ 7. Vâng, cảm ơn bạn khán giả xem xe 24 giờ. This rack was Kachi's chance to get level for the first time since 2-all. Oh, but just when it looked as though Chua was going to keep. Tôi xin rút lại câu nói vừa rồi, tỷ số không phải là 7-5. It is going to be level, Scott. Yeah, you said it, Michael. This is starting. Trời ơi, Duân Chua vừa làm điều gì đây? It's become. Hơi gạn một chút, tức là Duân Chua sợ va chạm với bi số 9. Để giữ bi số 9 ở vị trí đẹp nhất và đánh hơi vào cái mom lỗ, tức là hơi dư một tí. Is this trickier than it looks? Oh, he's got all the ball. We've got a tie ball game. The easiest nine you could ever see. Four in a row for Kachi. Và bây giờ tỷ số là 6 đều cơ. Yeah, it's not been straightforward, that's for sure. Oh, very nice. Vâng, một cú điều tốt rồi. Sẽ là pha trôi nhẹ lại lấy má trong bi số 7. Vâng, vào tới bán kết thì vận động viên nào vào tới đây sẽ được cho mình 50.000 đô. Vào đến chung kết thì được 100.000 và vô địch thì được 250.000 đô. Vâng, con này không trượt được nữa rồi, tỷ số sẽ là 7-6 thôi. Và bây giờ thì Enkachi đã hoàn thiện cái quá trình lội ngược dòng của mình và để cho Duân Chua đứng im ở điểm số thứ 6 và vọt lên vị trí điểm số thứ 7 sau khi bị mục tiêu số 9 này. Đó là sự nguy hiểm của tay cờ đến từ Almani. Một pha điều lỗi đến từ bi số 7 thì có lẽ sau đó phải có một pha điềm tĩnh để thủ ngay chứ không nên cố gắng công. Chua has all the look in his chair of a player who feels his dreams might be slipping away here. It's starting to feel like a very long time since he was leading 6-2. This is going to be half a dozen racks in a row. Có vẻ như sau những cái series ghi điểm liên tục và những cái chiến thuật được áp đặt một cách cụ thể vừa qua thì tay cờ người Almani đang phủ phép lên đối chơi của Duân Chua và khiến cho thời gian ngồi dính khế vừa qua đã có một chút dao động tâm lý lên đôi tay của cũng như một số suy nghĩ về đường điều của Duân Chua. Cú phá bi tốt của Enkachi. Và có đường riêng viên bi mục tiêu số 2. And that's a voracious break. A lot of power there. Một tình huống này đánh chắc tay thì đánh dưới tâm bi và kéo một băng ra bi số 3 thôi. Nhưng mà lưu ý một chút là viên bi chủ đang có một cái vị trí đứng hơi gần băng nên cái cầu tay đặt trên thành băng. Big moment for Kachi. If he can get this down, it'll really catapult him forward in a good way. Con này phải đánh một cú ngắn gọn và chắc tay. Vâng, đã thành công rồi và đó là một cú đánh với kỹ thuật rất cao của Enkachi. Who sees a big opportunity and is very comfortable with trying to seize it. Great shot, Scott. Yeah, no doubt. You could hear the sound. Tình huống sẽ đánh một băng và cái lướt qua đầu viên bi mục tiêu số 5 để chạy lên khu vực giữa bàn đánh bi số 4 ở lỗ tít phía xa. Extremely clean. Vâng, một tình huống cài thêm cả một chút áp phê bên tay trái. When he smells blood in the water, he typically capitalizes. He's been here many times before. It's the beauty of world championship play, isn't it? The long matches. There's time for. Như vậy là tình huống khó nhất trên bàn là tình huống bi số 3. Số 2 đã được Kachi khai thông thế bế tắc ngay từ đầu một cách rất tròn.
Và độ tròn của cú đánh đấy đến từ Kachi không chỉ đơn thuần là cái việc anh ấy ăn được, mà kiểm soát ra vị trí bị số 3 quá hay để có thể có cự ly nhàn nhất xử lý những viên bi mục tiêu tiếp theo. Yeah, he wasn't hitting the ball clean early. Missed that 5 in game 3, then missed the 6 in game number 6. Con này có thể có một tình huống cúp áp phê hai băng cho đẹp mắt đi. Đấy. Bắt đầu múa nhưng mà như thế nào đây? Chắc là đường riêng thôi. Emily cùng James Aranat cũng đang có mặt ở trên khán đài. So impressed, no doubt, with what Kachi's doing here. Yeah, no doubt. He's getting a shot on the two a little bit more than he was earlier. The ball's opening up. Opportunity for a break and run now. Vâng, những pha mở má rất khoa học. Xin nhắc lại, giải nhất của giải đấu này sẽ là 250.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 6 tỷ tiền Việt Nam. Một con số khổng lồ. Keeps on making the one in the side. And so consistent in that regard. But another way in which he's been consistent, that he'd rather not be, is not making any break and runs so far in this semi-final. Rồi. Trái ngang cuộc tình các bạn ạ. Một cái má mi số 9 không thể khó hơn nữa. Yeah, Michael, he was trailing 6-2. Con này thực tế thì chém bên nào cũng khó. On the spin. Oh, going to the lower right. This has landed really awkward. I think this is the correct pocket. Kachi đang tự làm khó mình ở viên bi mục tiêu cuối cùng, và đây là điểm số rất quan trọng. Nếu như trượt thì sẽ dựng du ăn chua dậy, còn nếu như mà ăn được bi này thì sẽ là đòn đánh chí mạng và tâm lý của du ăn chua. Du ăn chua sẽ rất tê nếu như Kachi ăn thực hiện thành công viên bi mục tiêu số 9 này, một con bi khó. Vâng, quá mềm, quá chính xác. 9-6 tạm thời nghiêng về phía đại diện của Albany. Có Lee có thể chạm 7 nếu như đánh lực lớn ở tình huống bi này để điều ra 4. Vâng, rất tốt luôn tình huống đấy, đường riêng và thậm chí không phải ăn gian một chút nào cả. Bị số 3 giữa lỗ và cút một chút áp phê bên đây trái để cái vòng lên khu vực băng ngắn, điều viên bi mục tiêu số 4. Kachi đang thể hiện rõ một sự ổn định khi có một cơ hội dù là nhỏ nhất nào thôi thì tay cờ người Albany vẫn có thể đưa ra tình huống công thủ rất toàn diện. Shane Van Boning, Koping Chung, Skylar Woodward, Joshua Filler, who he played so well against in the final, and things like that have got to give him the belief that he can go on a day like this and win the world title. But has he come far enough here, Scott? Con này là kỹ thuật đến mức độ này hay là như thế nào đây? Còn điều vòng qua bi số 8 có cần thiết phải kỹ quá đến như thế không các bạn ơi? Chúng ta cùng xem lại này. Between the 7 and 9 there, Michael, he powered it up, came around. He's pretty lucky he got by the 8. Talking about pool gods. Úi giời. Now that wasn't clean. Kachi, a perfectionist. Will it rub off? The uncleanliness of the purple five. Pha nhấn ngắn gọn về bi số 7 thôi. À, như vậy là pha cúp hai băng. Thì cũng đó bị với không nhấn được. Rất thận trọng. Sanchez Ruiz was so far behind against Mario He but turned it round to win. And this is also starting to feel a bit like the US Open final, isn't it, where Federer Gorst had the 6-3 lead, was looking comfortable against Koping Chung and never won another rack. It's the prospect facing Chua from the position he was in. Yeah, Kachi. A different man the second half of this match. Literally two balls away from getting. Hiện tại thì chúng ta đang thấy cái lối đánh của Kachi nó quá chắc chắn, và để tìm ra điểm yếu nào đó thì bây giờ hiện tại chưa có.
Không biết nên tấn công vào nhược điểm nào của Kachi ở thời điểm hiện tại nữa. Kachi looking to advance. He's really seeming so efficient now. Hard to believe this was a player who looked like he was struggling for confidence and belief and the tendency to back himself only an hour or so ago. This to get to the hill. And with that, 16 dành đến cho đại diện của Albany. Quá xuất sắc. Ui, các bạn có thể nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của viên bi chủ với độ cuộn trô về cực kỳ lớn. Sau khi va chạm với băng số 1, các bạn hãy nhìn này. Đấy, nó trô cong hẳn về khu vực này luôn chứ không bị tuột và dâng lên như mọi lần. À, một tình huống lại điều qua khe 29 nhưng mà cũng là ba băng và bắt hai băng nhỏ, suýt chút nữa là chết cái. Cú di chuyển vừa rồi của viên bí chủ đã khiến cho Juan Chua đã hơi nhổm dậy nhưng lại ngồi xuống ngay lập tức. And the big man will be on his way. There it is. He's got the angle as well. Rồi, tới đây thì nó quá ngon dành cho cái trình độ hiện tại của Kachi các bạn ạ. Chỉ có một phép màu nào đó mới có thể khiến cho Juan Chua có cơ hội vào bàn thôi. Yeah, given how efficient and clinical he's been and taking his opportunities in the later part of this match, you'd have to back him all the way here. In contrast to the start of the contest when he made some eyebrow raising errors. Như vậy là Alan Kachi đang chứng minh cho chúng ta thấy là sau khi gặp chấn thương thì anh ấy đã trở lại một cách mạnh mẽ như thế nào và đang chuẩn bị bước chân vào trận chung kết của giải đấu vô địch thế giới 9B năm nay. Eklan Kachi was a teenager when he first reached the semi-finals of the World Championship. He was beaten there by Roland Garcia. Since then, so much has happened to him. He's played in many Moscone Cups on winning teams and on losing teams. He's won a major title at the UK Open, beating some wonderful players along the way. Vâng, trước khi trận thi đấu này kết thúc, tôi xin nhắc lại, Juan Chua đã dẫn trước với tỷ số 6-2 và bây giờ chuẩn bị phải đón nhận kết quả là 11-6 và như vậy Alan Kachi đã vươn lên với 9 ván liên tục. Các bạn ạ, 9 ván thông trong một trận bán kết của giải thi đấu to nhất trong vòng 1 năm vô địch thế giới. Vâng, một sự điên rồ đã diễn ra trong trận thi đấu này và kết quả chung cuộc là 11-6 nghiêng về phía đại diện người Albany và không hề có một nét mặt nào